Xin chào các anh em nghe. Hôm nay mình đem hai con gin cái dòng cơ bản ra mình kè nghe anh em. À, hai con gin dòng cơ bản nghe anh em. Con này con gin, con này cũng là gin, đây là dòng cơ bản hết nghe anh em. À, đây là hai con dòng cơ bản á. À, con này thì max size rồi. Con này to max size rồi anh em. À, con này là khỏi bàn, con này là nó bo đầy bự lắm anh em. À, con này mới mới bắt ra nó làm mình chạy tay nè. À, con này đồ bò đầy là thôi whip luôn anh em. À, hai tay là ôm không hết nghe anh em, hai tay ôm không hết nè, còn một khúc luôn á. À, con này mét 7 nha anh em. Đây là hai con gin không á, hai con gin ha, dòng cơ bản dòng phổ thông thôi. À, nó nhảy lên cái cây gãy nhánh luôn. À, lâu rồi mình không có đem ra mình kè mấy con bự bự, lúc này sao nó sắp vô mùa rồi thì nó lúc này nó cũng hơi sung, nó hơi dữ. À, con này chuẩn bị vào mùa nghe anh em, bây giờ là gần cuối tháng 9 rồi. À, tháng 10 là vô mùa của mấy bé rồi. À, bé này cái này chắc khoảng 6 7 kg có à, 6 7 kg có à nghe. Thôi mình không có cân nữa chứ giờ nó bự lắm rồi. À, con này giờ mình thần được rồi, với lúc trước là đứng gần không được luôn. À, hôm nay đã đỡ rồi, được rồi. À, body rất là to nghe nè. À, hai bé gin hết. Đây con. À, hai bé gin. Con. À, để mình quay gần gần cho anh em xem. Đây cũng ghi luôn. À, cái gì này mới bung nghe anh em. Ở đó nó đang thui à. À, mấy gì này là gù quận luôn anh em. À, con này là hơi gù cao mà gai khích gịch à. Anh em có bản gù nữa nè, gai nó khích nè, đang lột anh em, nó đang lột nè. À, bé này đang lột. À, con bển là thôi là khủng long luôn, con này là khủng long. Mét 7 nha anh em, dài lắm anh em. À, con này lúc trước dữ lắm, mày coi bú nè anh em. Còn con trong chuồng đó con hai bô anh em, ở trên đây hai bô luôn. À, con dưới đây hai bô luôn. Con này nữa là tương lai là cái gù sắn nè, gù khủng á. À, con này mới bung lên thôi, mới lên thôi ra mũi còn luôn anh em, con này ra mũi còn luôn. À, còn mà thằng này là thôi uống nung uống đốc. À, body khủng khiếp quá trời. Con này anh em kinh không anh em, quá trời cái bụng không. Con này khủng lắm anh em, quá khủng luôn. Rồi, thôi 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 dòng cơ bản không anh em. À, dòng thường dòng rẻ nhất đó mà anh em xem đó, nó chơi gu mà khi mà mình nuôi nó lớn nó đúng mức của nó là rẻ tiền nhưng mà nó vẫn vẫn đẹp nghe anh em. À, anh em coi thấy không, vẫn đẹp. Có một mình nè cho nên là nó hơi khó khăn quay, rồi nó cũng hơi khó khăn. À, anh em coi con xúc ghét trong chuồng kìa,
Ôi, muốn phóng rồi anh em ơi. Thôi con, thôi con ra đây con. À, anh em con chuồng nó thấy nó bung nữa rồi kìa. Đó, còn hai thằng đẳng nữa kìa. Con mình làm nguy hiểm quá. Ờ, đợi anh tí. À, thôi chào anh em nha. Thôi chào anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh. Hôm nào mình làm cái clip tiếp nha, mình có khách rồi. Xin chào anh em.